chờ cả nhà nha. Anna đang xuống Hà Nội nè, đang có dịch Covid nên là Anna phải đeo khẩu trang đó. Ôi giời, Anna thấy điện thoại là Anna hứ hững hết cả lên. Sao con? Sao con? À, bạn Hiếu ở lớp em bé Mỹ An đúng không? Yeah.